Dạ rồi, em chào anh Liêm, chào quý chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ nhà em ở 126A, ấp Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì hôm nay có giao lưu của chú anh chị mình những cái mặt hàng giống mới bên em, bao gồm như là kim cương vàng, Sakura, Blaikan, Thomasa, Red Pizza và nhiều giống mới khác. Thì số điện thoại đồng thời là Zalo của em là 0707069329. Thì không làm mất thời gian của chú anh chị mình, em xin lên ngay mã số 1 là một cái cây ghép hai màu ha quý anh chị. Mã số 1 là cây ghép hai màu. Hai màu này cũng là giống mới đâu ha quý anh chị. Bên đây là Sakura Blaikan, còn bên đây là kim cương vàng. Ghép hai màu giống mới rất là đẹp luôn, Sakura Blaikan và kim cương vàng cho mã số 1. Thì chiều cao của cây này là 85, tán ngang của cây này là 60. Hoành chỗ này là hoành 25. Sổ đế của cây này là 32. Dạ rồi, thì cái mã số 1 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 440.000 ha quý chú anh chị. 440.000 cho một cái cây ghép hai màu Sakura Blaikan và kim cương vàng, mã số 1 440.000. Dạ, ok. Tiếp theo em lên cho mình mã số 2 là một cái cây petro ha quý chú anh chị. Bông ở trên đây thì nó sắp già, nó chuyển sang cái màu hơi đậm ha, tông cao rất là đẹp luôn. Mình chia làm hai tầng giùm em ha, Red Pizza mã số 2. Chiều cao của cây này là 1m, tán ngang của cây này là 70. Hoành chỗ này là hoành 30. Sổ đế của cây này là 40, củ này 30 ha quý chú anh chị. Cây đế sạch đẹp luôn. Dạ đúng rồi. Một rễ thử ý. Dạ. Đó, một rễ bên này để bự nhất này đây. Rễ bự bên đây không là 24 rồi ha quý chú anh chị. Hết hồn. Ngọc rễ bên này là 24. Em đo sẵn em đo bên đây luôn là 18 ha. Củ chung của nó là 30, rất là bự và đẹp luôn, tông cao. Dạ rồi, thì cái mã số 2 một cây petro. Rất là đẹp luôn, em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 580.000. 580.000. Ok, xuống cây luôn. Giá em báo cho mình bao gồm giá đã bao xếp heo của chú anh chị. Tiếp theo em Zalo đến mình mã số 3 là một cây Red Pizza. Đỏ Pizza. Dạ. Chiều cao của cây này là 65, tán ngang của cây này là 75. Hoành chỗ này là hoành 18. Sổ đế của cây này là 33. Mã số 3 Red Pizza. Em Zalo đến của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 300.000 ha của chú anh chị. 300.000 cho mã số 3 một cây Red Pizza. Quá đẹp. Dạ. Cái này em để tượng cho mình về ghép luôn ha chú anh chị. Đó, Pizza. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình là mã số 4 một cây Thomasa. Cây này cũng là giống mới luôn ha chú anh chị, Thomasa. Mã số 4. Chiều cao của cái cây này là 92, tán ngang của cây này là 60. Hoành chỗ này là hoành 17. Hoành 17 ha quý anh chị. Mã số 4 Thomasa này em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 320.000 ha quý anh chị. Này là giống mới luôn ha quý anh chị. Thomasa. Dạ. Thomasa. Dạ, Thomasa. Thomasa, xiên hoa dữ đó ha. Dạ, cái giống này xiên hoa, giống mới. Mỗi hoa luôn nè bà con ơi. Dạ. Màu cũng rất là đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Dạ. Hoa phun tàn luôn nha bà con. Đặt hết. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5 là một cây tím Pháp ha quý anh chị. Một cây tím Pháp ghép với tím bướm. Đây, bên đây là tím Pháp còn bên đây là tím bướm ha quý anh chị, ghép hai màu giùm em. Cho cái mã số 5 luôn. Chiều cao của cây này là 70. Tán ngang của cây này là 85. Hoành chỗ này là hoành 17. Mã số 5 một cây ghép tím Pháp và tím bướm em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 280.000 nha cô chú anh chị. 280.000 cho mã số 5, một cây ghép tím Pháp ghép với tím bướm. Hai màu tím, một màu, dạ, Pháp đúng rồi. Một màu bướm nhưng mà lá nó hơi khác khác nhau. Dạ. Cái tím Pháp thì nó bông bông, còn cái tím bướm thì nó xanh. Rồi xuống cây luôn, nào cũng xuyên hoa trắng. Tiếp theo em lên cho mình mã số 6 là một cây cây Red Pizza ha quý anh chị. Mã số 6. Chiều cao của cây này là 85, tán ngang của cây này là 65. Hoành chỗ này là hoành 18. Sổ đế của cây này là 38. Cho mã số 6 một cây Red Pizza.
em Zalo đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 300.000 cho mã số 6, một cây Red Pizza luôn. Dòng này cũng xiên hoa luôn ha quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 6 đỏ Pizza. Dạ. Phơm tàn cũng tròn tan và dạ, đặc tàn đây. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho mình mã số 7 là một cây Kayata. Dòng này bông nó rất là sáng ha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 80, tán ngang của cây này là 70. Hoành trên này là hoành 15. Sổ đế của cây này là 31 cho mã số 7, một cây Kayata. Em Zalo đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 300.000 cho mã số 7, một cây Kayata luôn. Dòng này cũng rất là xuyên hoa ha quý cô chú anh chị. 100k ha. Dạ. Quá chừng rồi. Rất là xiên hoa, nụ nè, kẹo nụ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8 là một cây Red Pizza luôn. Cây này củ đặc rất là đẹp luôn ha quý anh chị. Mã số 8 Red Pizza luôn. Củ rất là lắc lượng luôn. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 65. Hoành là hoành 27. Sổ đế của cây này là 37 ha quý anh chị. Mã số 8, một cây Red Pizza. Em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 400.000. 400k cho một cái cục khôi rất là đẹp. Dạ. Cây thì ghép giống mới. Dạ. Đỏ Pizza. Mã số 8, 400.000. Xuyên hoa. Dạ. Rồi, ok, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình một cái cây là Petro mã số 9. Cây này thì em cũng đã vô dây thành phẩm luôn. Và nó đang có rất là nhiều búp hoa ha quý anh chị. Dòng này rất là xuyên hoa luôn. Cái này em đã vô với thành phẩm ha quý anh chị, Red Pizza. Này đang đặt tàn, đang lên hoa rất là nhiều nè quý anh chị. Nó sẽ đi, nó sẽ ít rụng hoa ha, tại nó lên toàn là hoa non thôi. Chiều cao của cây 60, tán ngang của cây này là 80. Hoành là hoành 18. Sổ đế của cây này là 23. Mã số 9, một cây Petro vô dây thành phẩm này em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 580.000 cho mã số 9 luôn, 580.000. Cây dáng thế bonsai rất là đẹp. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Tiếp Petro theo. Dạ, em lên cho mình mã số 10 là một cây ghép 3 màu tiết ha cô chú anh chị. Mã số 10 là một cây ghép 3 màu tiết, trắng tiết, hồng tiết và tím tiết. Chiều cao của cây này là 80, tán ngang của cây này là 52. Hoành là hoành 12 ha quý chú anh chị, trắng tiết, hồng tiết và tím tiết. Mã số 10 em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 250.000. 250 cho cây 3 màu tiết. Dạ. Thì số điện thoại đồng thời là Zalo của em là 0707069329 ha quý chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 11 cũng là một loại giống mới luôn. Đỏ tháng 9 ha quý chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Đỏ tháng 9. Dạ. Giống mới ha, đỏ tháng 9. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 65. Hoành là hoành 15. Dạ rồi, mã số 1, một cây đỏ tháng 9 này em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 300.000. 300k. Dạ. Số 11. Dạ. Em quay cái mặt bông màu này đi. Dạ. Nó lem lem rất là đẹp luôn, không có gì chị. Lá cũng đẹp luôn. Quân chú trình nào hết sưu tầm giống mới thì lấy cây này hay những cái bo bên đây thì đã ghép được theo quý cô chú anh chị, em không có bón phân. Bo bên đây đã già rồi, 300.000 cho mã 11, một cây đỏ tháng 9. Tiếp theo em lên cho mình mã số 12 là một cái cây Red Pizza. Mã 12. Chiều cao của cây này là 85, tán ngang của cây này là 60. Hoành là hoành 23. Sổ đế là 32. Mã số 12 này em Zalo đến mình một cây Red Pizza với cái mức giá của nó là 360.000 ha quý chú anh chị. 360.000 cho mã số 12, một cây Red Pizza. Cây này dáng sẽ bay. Dạ. Rồi, đang hoa rực rỡ luôn. Xuống cây. Tiếp theo em lên cho mình mã số 13 là một cái cây cẩm thạch tím siêu hoa.
Chiều cao của cây này là 65, tán ngang của cây này là 50. Hoành là hoành 23. Sổ đế là 33 cho mã 13 một cây cẩm thạch tím siêu hoa này. Em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 340.000 ha cô chú anh chị. 340.000 cho mã số 13 một cây cẩm thạch tím siêu hoa luôn. Cái sổ cao đẹp. Tàn nó như tàn đa luôn. Dạ. Tím rất là đậm màu luôn. Rồi, dạ. Xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 14 là một cái cây red pizza ha cô chú anh chị. Mã 14. Chiều cao của cây này là 85, tán ngang của cây này là 62, hoành chỗ này là hoành 12, sổ đế của cây này là 40, một cây red pizza luôn. Em Zalo đến mình mã 14 với cái mức giá của nó là 300.000 cho một cây red pizza mã số 14 luôn. Em ship luôn cả chậu cho mình ha cô chú anh chị. 300k. Dạ. Cây hoa rất đẹp. Tiếp theo em lên cho mình mã 15 là một cây petro. Chiều cao của cây này là 62, tán ngang của cây này là 70, hoành là hoành 13, sổ đế là 35, mã 15, một cây petro này. Em Zalo đến với cô chú anh chị mình với cái mức giá của cây này là 300.000 ha cô chú anh chị cho một cây petro luôn. 300k. Cây đang hoa rất là đẹp luôn nha bà con. Dạ, cũ rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. 300.000 cho cái mã số 15, một cây mới xiên hoa. Dạ, petro. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã 16 là một cây red pizza. Chiều cao của cây này là 77, tán ngang của cây này là 50, hoành là hoành 13, cho mã số 16 một cây red pizza. Em Zalo đến của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 270.000 cho mã số 10, mã số 16 hay không gì, 270.000 đỏ pizza. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã 17 ha cô chú anh chị. Mã 17 là một cây ghép 3 màu trắng tiết, tím tiết và hồng tiết cho mã số 17. Cây rất là đẹp luôn. 3 màu mà chia tay chia tầng luôn. Dạ. Chiều cao cây này là 1m1. Tán ngang của cây này là 80. Hoành 27, sổ đế là 35, rất đẹp luôn ha cô chú chị. Để sổ sạch đẹp. Dạ rồi, mã số 17 này em Zalo của cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 570.000 ha cô chú chị, 570.000. 570k, dạ. 3 màu, nó rất là đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Trắng tiết, tím tiết và hồng tiết. Tiếp theo em lên cho mình cái mã số 18 là một cây red pizza. Chiều cao của cây này là 70, tán ngang của cây này là 70, hoành là hoành 15, sổ đế của cây này là 40, mã 18 một cây red pizza. Em Zalo của chú chị mình với cái mức giá là 350.000 cho cái mã số 18 là một cây red pizza luôn ha cô chú chị. 380.000 350.000 cho mã số 18. 350. Đỏ dạ. Rực luôn nè con. Một cành hoa của nó đỏ rực hết. Đây nè. Dạ. Mỗi một cành là nó ra một chùm. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 19, tiếp tục là một cây thô mô sa ha quý vị, hô ma sa. Thô ma sa. Cho mã số 19. Hô ma sa. Chiều cao của cây này là 77, tán ngang của cây này là 70. Hoành của cây này là hoành 16. Sổ đế bạch tuộc luôn. Dạ. Mã số 19, một cây Homasa này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 330.000. Cây rất là xiên hoa, đọt dạ. Nó ra nụ rất là nhiều luôn các con ơi. Dạ. Được tàn cũng rất là nhiều cho của chú anh chị mình cắt ghép ha, tại đây cũng là giống mới luôn. Quá đẹp. Rồi, xuống cây. Tiếp theo mã số 20 là một cây cây petro ha của chú anh chị. Một củ sạch đẹp rất là đẹp luôn. Mã 20. Chiều cao của cây này là 90. Tán ngang của cây này là 80. Hoành là hoành 23. Thân luôn hả anh chị, rất là đẹp luôn. Cho cái mã số 20 một cây petro.
Dạ rồi, thì cái mã số 20 Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 400.000 cho mã số 20. 400k, cây như tàn cái đa luôn. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo ông lên cho mình mã số 21 là một cái cây Kayata. Mã 21 là một cây Kayata ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 60, hoành là hoành 17, sổ đế là 35. Mã số 21 cây Kayata Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 320.000 cho mã số 21 luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 22 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 85, tán ngang của cây này là 75, hoành là hoành 12, sổ đế là 40. Mã 22 một cây cẩm thạch tím siêu hoa, em Zalo quý của chú anh chị mình với cái mức giá là 320.000 cho mã số 22 một cây cẩm thạch tím siêu hoa. 320.000 không có gì, cực tàn cũng còn rất là dài để cho mình về các kép ha. Tím siêu hoa cây luôn, cây đang nụ chuẩn bị ra hoa mới. Tiếp theo em lên cho mình mã số 23 là một cây Petro ha cô chú anh chị. Mã 23 một cây Petro. Chiều cao của cây này là 75. Tán ngang của cây này là 70. Hoành trên này là hoành 17 ha cô chú anh chị, hoành 17 luôn, cổ rất là đẹp luôn. Thì cái mã số 23 một cây Petro này em Zalo của chú anh chị mình cái mức giá là 280.000. Cũ rất là đẹp luôn. 280k, cây đang ra hoa rộ luôn, đều tàn luôn bà con ơi. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 24 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa ha. Cây này cũ rất là to và đẹp luôn ha quý anh chị. Mã số 24. Cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 1m ha quý anh chị. Chiều cao của cây là 1m. Tán ngang của cây này là 75. Hoành chỗ này là hoành 25. Sổ đế của cây này là 40. Rất là đẹp luôn quý chú chị ơi. Mã số 24 của cây cẩm thạch tím siêu hoa. Em Zalo đến mình với cái mức giá của nó là 460.000 cho cây mã số 24 cẩm thạch tím siêu hoa, 460.000. Rồi, ok. Tiếp theo em lên cho mình mã số 25 là một cái cây Petro dù dày ha quý anh chị. Mã số 25 phẩm bonsai. Dạ. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 62, hoành là hoành 17, sổ đế là 33. Mã 25 một cây vô dây thành phẩm của Petro này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 570.000 ha quý anh chị cho hai cây mã số 25, 570.000. Trời đẹp đây. Cây đang hoa nhiệt rất là nhiều luôn. Dạ dòng này rất là xuyên hoa hả quý anh chị. Cây dù dây thành phẩm là nhiều con. Tiếp rồi, theo em lên luôn cho mình cái mã số 26 lại tiếp tục là một cây ba màu tiết hả quý anh chị. Ba màu tiết, trắng tiết, tím tiết và hồng tiết cho mã số 26. Chiều cao của cây này là 79, tán ngang của cây này là 55, hoành là hoành 12. Mã số 26 ngay ba màu tiếp Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000. 250 cây ba màu. Màu trắng quá trời sáng rồi. Rồi dạ, xuống luôn. Cuối clip là một cái cây mã số 27 là một cái cây Petro ha quý chú anh chị. Cho mã số 27. Cũng là cây cuối clip hôm nay luôn ha, Petro. Chiều cao của cây này là 1m. Tán ngang của cây này là 55, hoành là hoành 31, sổ đế của cây này là 40. Mã số 27 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 620.000
620. Rồi, ok. Và đây cũng là cái cây cuối clip thì em rất cảm ơn cô chú chị mình đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho video của em cũng như kênh của anh Lim. Thì hẹn gặp lại cô chú chị những cái tiếp theo. Rồi, mình chào bà con và các bạn nha. Thì hy vọng bà con sẽ hợp nhãn những cái mã số mà nhà vườn ý đưa ra nha. Rồi, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.